Ngày 6 tháng 8, hình ảnh Triệu Lộ Tư trên phim trường Hãy Để Tôi Tỏa Sáng khiến mạng xã hội Weibo bùng nổ. Theo đó, nữ diễn viên để tóc ngắn ngang vai, mái bằng, diện áo phông trắng đơn giản cùng quần đồng phục học sinh. Có thể nói đây là tạo hình đơn giản nhất của Triệu Lộ Tư trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng tính đến thời điểm này. Thế nhưng hiệu quả của nó lại vượt ngoài mong đợi. Đa số khán giả nhận xét, tạo hình này giúp cô nàng trông vô cùng đáng yêu, thanh thuần, tựa như một học muội lớp dưới vậy. Dù đã hơn 25 tuổi, song với gương mặt trẻ trung, Triệu Lộ Tư vẫn dễ dàng vào vai học sinh một cách cực ngọt. Hãy Để Tôi Tỏa Sáng là dự án phim truyền hình hiện đại đang quay nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Một phần là nhờ sắc vóc thăng hạng, tạo hình thời trang đa dạng, ấn tượng của nữ chính Hứa Nghiên. Theo tiết lộ của đoàn phim, Triệu Lộ Tư là người tự lên ý tưởng với tạo hình nhân vật Hứa Nghiên. Việc nữ diễn viên chú trọng cách trang điểm, phối đồ cho trang phục với những phụ kiện đi kèm như khuyên tai, dây chuyền, dây buộc tóc, thắt lưng, khăn cổ đều được thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn. Thậm chí cách đây một tuần, Triệu Lộ Tư cũng gây bão với hình ảnh cô dâu Hứa Nghiên xinh đẹp khi khoác lên ba mẫu váy cưới sang trọng quyến rũ của các nhà mốt nổi tiếng. Điều này phần nào ghi nhận sự nỗ lực của Triệu Lộ Tư khi đã dồn thời gian và công sức cho bộ phim. Trước đó, trong một sự kiện, Triệu Lộ Tư từng tiết lộ, để chuẩn bị cho vai diễn trong dự án mới, cô cùng ekip đã sang Hàn Quốc và mua về 5 vali quần áo phụ kiện. Hãy Để Tôi Tỏa Sáng được truyền thể từ tiểu thuyết Đại Kiều Tiểu Kiều của tác giả Trương Duyệt Nhiên. Phim xoay quanh Hứa Nghiên, cô gái có tính cách mạnh mẽ, sống cùng bà ngoại tại một thị trấn nhỏ. Sau khi học xong trung học, Hứa Nghiên thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm. Một mình ở thành phố, cô không ngừng nỗ lực và mất tới gần 10 năm để có một chỗ đứng ổn định. Sau khi kết hôn với bạn trai tài năng giàu có Thẩm Hạo Bình, cả hai dần trở nên xa cách do khác biệt về suy nghĩ, xuất thân. Sau cùng cả hai chọn ly hôn. Cùng lúc này Hứa Nghiên mất đi công việc. Để bắt đầu lại từ đầu, cô nỗ lực tìm hướng đi mới. Cũng nhờ biến cố đó mà Hứa Nghiên hiểu được ý nghĩa thật sự của tình yêu và tình thân. Với cốt truyện như vậy, khán giả có thể đoán được cảnh quay hôm 6 tháng 8 là giai đoạn Hứa Nghiên vẫn đang đi học và ở cùng bà ngoại. Có thể thấy về phần nhìn, dù là một Hứa Nghiên đáng yêu hoạt bát hay một Hứa Nghiên trưởng thành mạnh mẽ, phía Triệu Lộ Tư đang làm rất tốt. Điều khiến khán giả mong đợi là nữ diễn viên cải thiện hơn nữa diễn xuất, đặc biệt trong các phân cảnh chiều sâu tâm lý. Có như vậy, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng mới thực sự tỏa sáng. Ý kiến của bạn như thế nào? Hãy để lại bình luận nhé!